Rồi, cụ cốc với chất liệu gỗ cẩm luôn này. Chào bác Huỳnh Thanh đang xem nha. Đó, anh chị nhanh tay bình luận lên cho em với nhé. Cụ cốc gỗ cẩm chỉ duy nhất có một cụ thôi các bác mình ạ. Đó, duy nhất một cụ nhá. Mang tài văn lộc về cho gia chủ nha anh chị mình ạ. Một cụ tinh nói. Đó, chiều cao cụ cốc của em là 16 này, ngang 21 nhá. Cao 16, ngang 21 và sâu cụ cốc của em là được 14. Con họ cắm hoa nhỏ. Chúng ta. Chào anh Lâm Hoàng này. Ừ, em có chuông anh nhé, em có chuông này, nọ cắm hoa à? Chị hỏi nọ cắm hoa nhỏ. Nọ cắm hoa mà cái mẫu cắm hoa để bàn ấy thì em không có nha chị ơi. Chỉ có cái mẫu nọ hoa mà mình để cắm hoa trên trang thờ ấy thì có nhá. Đó, anh chị xem ai bình luận lên cho em với này. Chung to anh Lâm Hoàng ơi, rồi ok nha. Rồi còn tiếp theo đây là cái bình phay như đấy của chung to. Đây là bình phay nghệ thuật nha mọi người. Cao 60 ngang 16 này, giá là 1,2 bao ship nha mọi người. Bình nghệ thuật gỗ cẩm hàng không có lỗi vết gì nha. Nếu mà có lỗi bên em sẽ báo lên like cho cả nhà mình luôn, rất là đẹp luôn này các bác này. Đó, hai mặt nha, vân tự nhiên nha mọi người nhé. Bác nào cho bình này ghi mã 5 kèm điện thoại cho em. Giá là 1,2 bao ship nha. Họ làm cần gì nữa. Đó, cái gì? Em cho chung lên. Chia sẻ live stream của em với nha mọi người nhé. Thì em đang nói không? Chắc là cố không cao cho người được. Cố 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 cố. Đó, anh Lâm Hoàng ơi, mình có xem đó, mình cho em bài bình nhá. Em lên chuông này. Chuông với chất liệu bằng gỗ lim. Gỗ lim đá nha mọi người nhá. Chất liệu gỗ lim đá. Chiều cao chuông là 30. Chiều cao chuông là 33 nhá. Cả bi này, các bác nhà mình nhá. Còn chuông là 23. Chuông là cao 23. Còn cả bi nữa là 33 nha mọi người nhá. Đó, anh chị nhanh tay bình luận lên cho em với nhá. Đường kính chiếc chuông này là 42. Rồi. Nói nhanh tay bình luận lên giúp em với nhá. Rồi, chuông phú quý chất liệu là gỗ lim đá carbon ba tơ lai, hàng phối không chất ghép nha. Chuông là có vân chuông này. Vân chun rất đẹp cho cả nhà luôn này, vân chun sụn này. Cái đường này cũng là đường vân nha cả nhà, chứ không phải lỗi gì nha. Nếu mà có lỗi thì bên em sẽ báo trực tiếp cho cả nhà mình luôn, mình cứ yên tâm dùng em này. Hàng liền khối không chiếc ghép luôn. Chiếc chun này giá là 3,3 bao ship nha. 3,3 bao ship thật nhà cho mọi người luôn, là bao đồng cửa hàng trước khi thanh toán. Đây nha, xoay tất cả góc cho mọi người xem này. Bác nào chốt cái chun phú quý này ghi mã 7 kèm số điện thoại cho em nhé. Cua cốc vô cẩm là mã 6 nha mọi người, rất là đẹp cho mọi người luôn này. Chất liệu là gỗ lim đá carbon ba gia lai nhé. Hàng vân như thế này, hàng gỗ tự nhiên lâu lâu mới ra được một sản phẩm thôi nha mọi người. Nên là bác nào quan tâm thì nhanh tay dùng em nha, hàng tin lõi và không có giáp luôn nha. Rồi cả nhà ơi, đang xem live để lời bình cho em với ạ. Bác Lan Hoàng ơi, bác sang cổ ủng hộ dùng em cái chung này được không bác ơi? Xem live có tiền trí thì nhanh tay dùng em nha cả nhà nhé.